Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Good evening, Sayadaw. Good evening, everyone. Welcome back to our Vinaya course. Today, the Vinaya lecture will last 1.5 hours. The first hour for the Dhamma lecture and the last 30 minutes for the question and answer. We will mute everyone during the lecture. And if you have any question regarding today's topic, please send your question to our link, Google Doc, or raise your hand. Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dhamma talk today. And we would like to invite Fante Bawara Dhammika to start the translation. Con xin kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Kính đảnh lễ Ngài Sayadaw. Con xin kính chào toàn thể đại chúng. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với khóa học luật quý ná giá. Bài giảng sẽ kéo dài trong 1 tiếng 30 phút. 1 tiếng đầu là phần thuyết giảng của Ngài Sayadaw và 30 phút còn lại sẽ dành cho phần hỏi đáp. Xin mời quý vị gửi câu hỏi về ban tổ chức qua đường link Google Doc hoặc giơ tay để hỏi trực tiếp với Ngài Sayadaw nếu còn giờ. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw bắt đầu buổi pháp thoại và chúng con cũng xin kính thỉnh Phành Tê Pháp Thắng phiên dịch sang tiếng Việt. Sa thu. Okay, let's start. Nah, all right. Yeah, chúng ta sẽ bắt đầu. Arham Sama Sambuddho Bhagavan. Bodham Bhagavantam everyone. Devi Swagasami. Subhadipano Bhagavato Savaka Sangho Sangam Namami. Con xin cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng tranh đẳng tranh gia. Con xin cúi đầu đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Con xin cúi đầu đảnh lễ chư tăng đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là bậc khéo thực hành. Okay, let's pay homage to the Buddha. Namo Tassa three times. Và chúng ta bắt đầu tụng Namo Tassa 3 lần. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Vâng, đồng ý sẽ đó. Sayadaw, may have Sayadaw permission to translate for the Dhamma talk, Sayadaw. Okay. So we already explained the 3 parajika. Today is number 4 parajika. Chúng ta đã học xong ba giới parajika, ba giới bất công trụ và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với giới bất công trụ thứ tư, parajika thứ tư. Janadi bedano santa matana tu panajikan katwa kotha samikekan pejobana bosidan nanya vade sarahitan dibindo nadi manako kayena vacha vinyati patinya ti tuto bui sa So jhana dibeda meaning is a jhana etc. Uttari mulo sadhamas. Jhana
Dibeda có nghĩa rằng là cái pháp như là thiền hoặc là thiền chứng hoặc là những cái pháp thượng nhân. So non-satamine is a non-existent in pleasant. No santang có nghĩa rằng không có trong hiện tại. So atanimine is in him. Antani có nghĩa rằng ở trong vị ấy, ở vị ấy. So atupanayikamine is approaching oneself to the jhana, etc. Còn atupanayikang có nghĩa rằng hướng đến vị ấy, về nói về là jhana, các thiền chứng. So katwamine is a having done. Katwa có nghĩa rằng đã làm. So this person, he have not possessed jhana or mega at the time approaching the one set to jhana or mega later this day. Có nghĩa rằng cái vị này là không có chứng được thiền jhana hay là đạo quả manga, nhưng mà vị đó tự nói đến mình, tự nhận mình, tự bảo mình là có chứng được jhana đạo quả. So here is a non-existent, this is very important, not possess such kind of quality. Và ở đây cái từ này rất là quan trọng, có nghĩa rằng không có cái pháp trong cái vị đó, nghĩa là vị đó không có cái pháp này. So at the time, no, he telling lie, he got jhana omega like that. No? Thì lúc đó là vị đó đã nói dối rằng vị đó đã có được jhana thiền chứng đạo quả. So at the time he say sometimes the kothasa, sometimes ekika. Kothasa meaning is that any part of ten uttaramanusadhamma. No? Là nhiều lúc thì vị đó nói về cái phần kothasang và nhiều khi là ekakang. Kothasang có nghĩa rằng là bất kỳ phần nào trong một trong những 10 pháp thượng nhân. So to understand the uttaramanusadhamma, I have to explain a little bit there. What is the uttaramanusadhamma? Và để hiểu về 10 pháp thượng nhân thì bây giờ Sero sẽ giải thích một chút cho chúng ta hiểu thế nào là 10 pháp thượng nhân. Uttara manusa meaning is jhana labhi or ariya called uttara manusa. So they are dhamma called uttara manusa dhamma. Và 10 pháp thượng nhân ở đây Uttara Manusa có nghĩa là nói về các thiền chứng jhana hoặc là nói về cái bậc thánh, phẩm chất, các pháp của bậc thánh. So this, there are 10. Number 1 is a jhana, first jhana or second jhana, ante nivasanyana sanyayana jhana, lokiya jhana and lokuttara jhana also, all called jhana. 10 pháp thượng nhân ở đây thì cái đầu tiên đó là về jhana, thiền chứng. Thiền chứng ở đây thì là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và tứ sơ thiền cho tới là phi tưởng, phi vi tưởng xứ và các tầng thiền hiệp thế và các tầng thiền siêu thế. So number 2 is a vimokkha, no? Vimokkha meaning is a 3 megas, no? Sunyata mega, animita mega and apanihita mega called vimokkha. Và cái pháp thượng nhân thứ hai đó là Vimokkha. Vimokkha ở đây có nghĩa là có ba cái, ba Vimokkha, ba sự giải thoát ở đây. Có nghĩa là vô phiền não giải thoát, vô tướng giải thoát và vô nguyện giải thoát. Number 3 is Samadhi. Samadhi all the say like that Vimokkha. No, 3 mega, sunyata mega, animita mega and apanihita mega. Và Samadhi cũng tương tự như Vimokkha về phần định. Định cũng có ba, đó là vị đó sẽ nói rằng là vô phiền não định và vô tướng định và vô nguyện định. So during the attaining mega time, some yogi they contemplate sankhara dhamma, anicca anicca. At the time they attain mega, at the time their mega is called animita mega. Animita mega. Và trong cái lúc mà thiền sinh, hành giả họ đang hành thiền, đang để chứng đạo. Và khi họ chứng đạo trong lúc đó thì được gọi là Animita Manga, có nghĩa là vô tướng đạo. Và some person they attaining time before mega they contemplate the dukkha, dukkha, dukkha. At that time attain mega,
So such kind of omega is called apenihita omega. Còn đó là khi mà quán vô thường thì khi lúc đó họ chứng được đạo đạo quả thì đó gọi là vô tướng giải thoát. Còn khi mà họ quán là dukkha khổ khổ mà lúc đó sau đó họ chứng đạo thì đó gọi là vô nguyện giải thoát hay là abhinihita mangga. But some they contemplate the anatta lakkhana. At the time, this mega is called sunyata mega. Còn khi hành giả họ quán đó là anatta, anatta là vô ngã và họ chứng đạo thì lúc đó được gọi là sunyata mangga, có nghĩa là vô phiền não giải thoát. Okay, okay, this is vimokkha and samadhi at the same. Okay, now number four, samapatti. Samapatti is an area plus samapatti called samapatti. Còn về samapatti đó là sự chứng đạt, là thánh quả gọi là samapatti. Number five is a jnana dasana. Jnana dasana is the three vijja. Obinivadanusati, saipawa, devachaku, divine eye and asavakaya jnana, arata, mega jnana. These three are called jnana dasana. Và thứ năm đó là jnana dasana, là trí tuệ gồm có ba minh, đó là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh, thì đó gọi là ba minh. Sorry, one slide. Oh. And, okay, yeah, okay, my, here. Yes, yeah. Okay. Mega Bhavana. Yeah. Okay, this a little bit behind like that. Okay, a little bit. Okay, so number six is a mega bhavana. No? Mega bhavana is a 37 bodhipakkhiya dhamma associated with the mega. Và pháp thường nhân thứ sáu đó là mega bhavana là sự tu tập về đạo. Đó là 37 pháp bồ đề hợp với đạo. Number seven is phala sicchikriya. Four area phala is called phala sicchikriya. Pháp thứ nhân thứ bảy đó là phala sacchikriya là sự thực chứng về quả, đó là bốn thánh quả. So this phala is in the mega thought process, mega vithi. After mega, there arises phala. This phala is called phala sacchikriya. Và phala sacchikriya, bốn thánh quả ở đây có nghĩa là sau khi mà cái lộ trình tâm chứng đạo mangga thì ngay lập tức sau đó là lộ trình tâm chứng quả thì lúc đó gọi là lộ trình này có nghĩa là được gọi là sự thực chứng về về quả. Number eight is a kilesa pahana. Kilesa pahana is a mega is a remove the kilesa. At the time four mega is called kilesa pahana. Sotapatti mega, sagadagami mega, anagami mega and arata mega. Cái pháp thường nhân thứ 8 đó là sự diệt bỏ phiền não thì đạo ở đây đạo thì sẽ diệt bỏ được những cái phiền não thì đó là bốn đạo, đạo dự lưu, đạo nhất lai, đạo bất lai và a la hán đạo thì đó là những cái đạo mà dứt bỏ phiền não. So number 9 is a vinivaranata cittasa. This is a lokuttara citta uri 4 mega and 4 plus is called another name vinivaranata cittasa. Và pháp thường nhân thứ 9 nữa đó là sự không bị che lấp của tâm. Đó có nghĩa rằng tám tâm Lokuttara Citta hay là tám tâm siêu thế. Sunyagari ability, this is the last one. Sunyagari meaning the insecure place. No? So I delight in the insecure place. I like in the forest to stay like that. But here is using the jhana like that. Or I delight by the first jhana. He said together with the jhana also. It's called sunyagari ability.
Và pháp thượng nhân thứ 10 nữa đó là Sunyagare Abirati, có nghĩa là cái sự thỏa thích nơi thanh vắng. Như là nhưng mà trong trường hợp này thì vị đó nói cái sự thỏa thích ở nơi thanh vắng ở đây nhưng cùng với là sơ thiền, có nghĩa rằng vị đó nói rằng vị đó thỏa thích ở nơi thanh vắng với sơ thiền, hay là với sơ thiền vị đó thỏa thích ở những nơi thanh vắng. Okay, so this day are only the jhana and jhana labhi and riya dhamma only. Và 10 pháp tự nhân này là chỉ có nói về phần jhana, về thiền chứng và về cái phần liên quan đến các pháp của bậc thánh Ariya. Okay, I'm a good brother. Kothasa, no? Kothasa means any part of the 10. He will use like example, aham, jhana, labhi, and me. I am jhana person like that. Or I am vimokha labhi and vimokha person like that. I already attain vimokha like that. No? Và bây giờ Sero sẽ quay lại về phần Kothasang. Có nghĩa rằng là bất kỳ vị đó nói về trong một trong 10 pháp tự nhân nào, ví dụ như là vị đó có nói rằng aham, jhana, labhi, ami, có nghĩa rằng vị đó nói rằng tôi có thiền chứng. Hoặc là aham vimokha labhi amhi, có nghĩa rằng tôi là người có sự giải thoát, tôi đã giải thoát. So jhana, vimokha, etc. is called kothasa, no? Và jhana về thiền chứng hay là sự giải thoát ở đây được gọi là kothasa. So among the one kothasa also, maybe many say satta like that. In the jhana kothasa, first jhana, or second jhana, or third jhana like that. At that time, this person say, aham, patthama sa jhana sa labhi ami, no? I always get the first jhana like that. He say that, one like that, each one, he say, no? Is it called ekikan, no? Trong phần Kothasang này thì chia làm nhiều chi khác nhau, vị đó có thể phạm ở nhiều theo nhiều nói theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ như là vị đó nói rằng aham patamasa janasa labhi amhi, có nghĩa rằng tôi luôn luôn thỏa thích, tôi luôn luôn có được sơ thiền, là tôi luôn luôn chứng được sơ nhập được sơ thiền, thì hoặc là nhị thiền tương tự như vậy, thì có nhiều cách khác nhau vị đó có thể nói. So janavi janadi vedano santa matana dupanayikan katwa kotha sa meke kam pichu pana bhositan. Right? Yes. At the time, pichu pana bhositan is dependent on the present current time. No? Yes. Pichu pana bhositan có nghĩa rằng nó phụ thuộc vào cái thời điểm hiện tại. At the time, he say, inyabade sarahitan, not indicating to other, not indicating to himself. No? Và lúc đó thì vị này vị không có nói đến ám chỉ ai khác, nhưng mà nói chính vị đó. So indicating to himself is like that. Yete vihare vasati. Yete vihare vasati sobeku araha. This meaning is that, no? Someone someone stayed. Say you are monastery. This bhikkhu is a arahant. At the time he indicating to other like that. No? He indicating to other. No? This is called Inyapadesa. But really, this monastery he is staying. That monastery at the time he is staying, but he not say his name. He say someone stay your monastery. This bhikkhu is arahant. Understand? Yes, sir. Yeah. At that time, no parajika. At that time, no parajika. Yeah. Và trong cái trường hợp mà vị đó nói rằng ai mà ở trong cái tu viện này, vị đó là bậc A-la-hán, thì vị đó lại ám chỉ lấy tới người khác, nghĩa là thực ra vị đó ở tại tu viện đó, nhưng mà vị đó lại nói, không nói thẳng tới mình, mà lại nói đến người khác, vị nào ở trong tu viện này, thì những vị ở trong tu viện này là những vị A-la-hán. Thì trong trường hợp này thì vị đó lại không phạm vào tội parajika bất công trụ. So here is an anyabhidhisarahita, not indicating to other. He indicate himself, at the time parajika. Còn trong trường hợp mà vị đó không ám chỉ tới người khác mà nói thẳng tới mình, thì lúc đó mới phạm vào parajika bất công trụ.
Bipin dominate the show meaning, no? One show or tell or write to know by other. It's called Bipin do. Bipin do có nghĩa rằng cái người thể hiện hay là nói hay là viết cho người khác biết. Na dimanaka meaning is not the one who thinks that he has attained some the supernatural knowledge, not actually being so. Và na di maniko không phải là cái người mà nghĩ là mình chứng đắc thần thông, thắng trí, nhưng thực tế thì không có chứng. So some the yogi, sometimes they think, I already attained the first jhana or second jhana like that. At that time, he in front of the teacher or the head friend. At that time, he really think, I already attained jhana. At that time, no problem. No? Và trong một số trường hợp thì yogi hay là thiền sinh họ lại nghĩ rằng họ đã chứng được sơ thiền hay là nhị thiền và lúc đó họ có đến trình pháp và nói với vị thầy là con đã chứng được sơ thiền hay là nhị thiền nhưng mà họ thực sự là họ nghĩ rằng họ đã chứng. At that time they use kayena by bodily or vajaya by bodily, no? Vinyati pati tattva. Having stood at the manner or the vikana eva kaya vinyati vaji vinyati. Và trong trường hợp mà vì họ ngộ nhận là họ chứng như vậy, họ tưởng là chứng thật, họ nói thì cái trường hợp đó không có phạm. Còn vào đây họ có thể nói bằng cách là kayena là bằng thân, hoặc là vacha bằng khẩu, hay bằng vinyati, có nghĩa là bằng cái đứng theo cách mà có thể nhận dạng thân khẩu biểu chi. At the time, the second person, listener understood. Và cái người thứ hai, đó là cái người nghe thì họ lại hiểu được cái chuyện này. If not understood at the time, tulijaya uli no parajika. Nếu mà người nghe họ lại không có hiểu cái người đó nói gì thì lúc đó cái vị tỳ kheo này chỉ phạm vào tulajaya là trọng tội chứ không phạm vào bất công trụ parajika. So at the time, listener understood, at the time, this bhikkhu became the parajika person. Khi mà người nghe hỏi hiểu được, hiểu chuyện, hiểu được vị tỳ kheo nói cái gì thì lúc đó là vị tỳ kheo sẽ phạm vào parajika, bất công trụ. So this four parajika is a beginner is a bhikkhu who spent was a rain retreat in the bend of Vagumuda River. Và trong giới bất công trụ parajika thứ tư này thì vị vi phạm đầu tiên đó là các vị tỳ kheo nhập hạ ở bên bờ sống Vagumuda. Yeah, Vagumuda, not Kumuda. No, not Upumuda. Không phải là ngày Upumuda nha, là Vagumuda. Vagumuda River. Okay. Okay, the case. So the case is bhikkhus, each other telling line, jhana sada, udrimanu sadama. Jhana omega like that, no? Without attaining, they not yet attain any jhana omega, but they telling line like that. In order to get full, et cetera, easily. Và cái trường hợp phạm tội ở đây, đó là các vị tỳ kheo nói dối cho nhau là chứng được jhana, vị này nói dối cho vị kia là chứng được jhana, và các pháp thượng nhân nhưng mà không thực chứng để có được vật thực và lợi dưỡng một cách dễ dàng. So at the time it is that this country is called Waji country. Waji country they are very difficult to get the food at the time. Và trường hợp này là tại cái quốc độ, một cái đất nước gọi là Waji. Vachi thì thời điểm đó là quốc độ Vachi này rất là khó để có được vật thực. Yeah, this now coronavirus not so bad now. At the time very bad, I mean. Sero nghĩ rằng bây giờ thời điểm corona COVID ở đây cũng chưa tệ lắm, chưa tệ bằng cái thời điểm của tại cái quốc độ Vachi thời đó. Yeah, this COVID-19 pandemic is we have a lot of food now, so no need to worry. But at the time, Vachi country very bad. Very difficult to get the food. Và tại thời điểm bây giờ, tại thời điểm dịch bệnh COVID, tuy vậy nhưng mà tu viện của chúng ta vẫn có vật thực đầy đủ.
Còn nhưng mà xe đo nghĩ rằng ở tại quốc độ Va Chi thời đó thì nó rất là tệ và không không dễ để có được vật thực. Now, even those COVID pandemics, many donors offer to our power. Now, Vietnam TDBA group also, TDBA and Frank group also offer that now 1 month, 2 days now. Và tuy là dịch COVID-19 như vậy nhưng mà có rất là nhiều thí chủ đã cúng dường tới các chi nhánh của Thiền viện Park và nhóm TTBA là nhóm Tịnh Thất Bình An cũng vậy, cũng là cúng dường thường xuyên tới chi nhánh của Park, bây giờ một tháng là 2 lần thường xuyên như vậy. In the web hall sometimes someday we have three donor in one day. Three donor one Và day. ở tại tu viện Đà Huê Bóc của ngài Xe Đo thì nhiều khi ấy là một ngày có tới những ba thí chủ cúng dường một ngày. Okay, now that busy country has very difficult to get the food. At the time, bhikkhu cannot get easily Pidapada by way of Pidapada. At the time, they are discussed how to do. At the time, they had one the agreement. Oh, let's say each other, or this bhikkhu get a jhana, this bhikkhu get mega, sotapatti mega, or arata mega like that. So indicating to the each other like that. Each other say to lay people. Indicating to each other. At that time they already agree. Please say, oh, my friend, please say me. I am the sotapatti person like that. This way, they tell the lay people. And then the lay people, they offer very superior food. They not eat the good food. They offer to all bhikkhu like that. At the time, they get food easily by this way. Và ở thời điểm đó tại quốc độ Va Chi thì các vị tỳ kheo rất là khó khăn để có được vật thực bằng cách đi khất thực, nên là các vị đã hội họp lại với nhau và bàn bạc với nhau để đưa thống nhất với nhau rằng vị này sẽ đi nói vị kia chứng thiền, chứng đạo, chứng quả. Thì bắt đầu họ với vị này với nói vị kia là đạo hữu, hay nói rằng tôi là người chứng đạo dự lưu, hay là tôi là người đã chứng được đạo bất lai nhất ở nhất lai bất lai, hay là vân vân chứng thiền. Thì cứ vị này đi nói tâng vị kia lên, tâng bốc vị kia lên, nghĩa là nói vị này chứng cái này chứng cái kia, và bằng bằng cách này á thì thí chủ là cư sĩ hay là họ thấy có niềm tin và họ cúng dường tới những cái vị tỳ kheo này, những cái vật thực rất là hảo hạng tới các vị tỳ kheo này. So after rain retreat, like this season, like that, the Katina season, they visit to see the Buddha. And then the Buddha asked him, oh, because during the Vasa time, you are comfortable or not like that. At the time, they explain how they stay in the Vijay country. At the time, Buddha criticized to them. Và trong cái mùa hạ, sau mùa hạ thì cũng giống như là bây giờ vậy, thì đến cái trong cái tháng Katina này, thì trong cái mùa sau mùa hạ này thì các vị tỳ kheo đó mới đến và đảnh lễ và gặp Đức Phật. Thì Đức Phật ngài mới hỏi các vị tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, là các ngươi có được thoải mái không, có được đầy đủ vật thực hay không? Thì như vậy. Bhikkhu shall not find food such kind of way. Và sau đó Đức Phật phát hiện ra các vị ấy làm như vậy để có được vật thực, nên là Đức Phật đã chê trách và Đức Phật đã nói rằng vị tỳ kheo không được nuôi mạng như vậy. So after the Buddha there laid down this rule. Và sau đó Đức Phật đã đặt ra giới này. So this is number four parajika, no? Đó là giới Parajika, bất công trụ thứ tư. So now I already explained the four parajika, no? Và bây giờ là Xe Đo đã giải thích cho chúng ta, đã dạy cho chúng ta bốn giới Parajika, bất công trụ. Parajikete chattaro asavasa yathapure abhava bhikkhu bhavaya sisse chaino vajivito. So Parajikete means that this Parajika person
chatalo is four. So four, these four parajika person. Parajikete có nghĩa là những người phạm tội parajika, những người phạm tội bất công trụ này. Còn chataro nghĩa là bốn, có nghĩa rằng bốn loại người phạm tội bất công trụ này, parajika này. So this parajika person asanvasa, unfit to associate. Những người mà phạm vào parajika bất công trụ này thì là không xứng đáng để thân cận, gần gũi. So before ordination also they cannot associate, no? So in the same way, after committing parajika also they cannot be associated, no? With bhikkhus. Mm. Và các vị đó là trước khi vị đã phạm vào parajika rồi thì vị đó không được phép mà gần gũi hay là với các vị tỳ kheo nữa. Chúng ta không được gần gũi các vị phạm parajika nữa. So associate is like three way. One is ekakamma. Ekakamma meaning is like tina kamma or upasambhata kamma or pavana kamma. This is called ekakamma. See, at the time, this parajika person and fit to associate with the bhikkhu at the time. Và có ba cách để gọi là gần gũi hay thân cận ở đây. Có những cách đầu tiên đó là ekakama, đó là những cái buổi lễ như là lễ Kathina, rồi tất cả những cái tăng sự, là đó là những cái vị tỳ kheo, cái tỳ kheo mà phạm, những vị mà phạm parajika là không được phép tham dự những cái buổi lễ tăng sự như vậy. Ekodesa meaning is like today, Padimokkha recitation ceremony, cannot associate at the time. Thứ hai nữa là ekodesa. Ví dụ như là hôm nay là ngày tụng giới, giới bổn, ngày Bồ Tát, Parimokkha, thì các vị tỳ kheo đó, các vị mà phạm bất công trụ như vậy cũng không được phép tham dự vào buổi lễ Bồ Tát. Yeah, today, morning power also already done, right? Parimokkha ceremony? No, sir, we do Parisuti, sir. Yeah. Oh, okay. Yeah, our duet with the Sangha Parimokkha already finished, okay. Okay, now sama sikha meaning is sikha meaning is all vinaya rukho sikha. So at that time together practice bhikkhu sikha like that. Còn sama sikha đó là tất cả những giới của cái vị tỳ kheo. Thì những cái vị tỳ kheo mà phạm vào giới bất công trụ thì không xứng đáng để mà gần gũi hay là thực hành tất cả những cái giới này nữa. Okay, so yatha meaning is like, no? Puri is a before. Yatha là giống như, pure có nghĩa là trước hay là trước kia. So like before meaning is like that before the lay person like call, like before in the same way, after parajika also, they cannot associate. Vậy, yatha pure có nghĩa giống như trước kia, có nghĩa là giống như trước kia là gì? Đó là giống khi mà hồi là còn cư sĩ, thì như vậy các vị cư sĩ cũng vậy thì không được phép và tham dự vào những cái buổi lễ tăng sự của chư tăng. Thì cũng như vậy, đó là cái vị tỳ kheo mà đã phạm bất công trụ rồi thì cũng không được phép mà tham dự vào bất kỳ cái buổi lễ tăng sự nào của chư tăng cả. So not only unfit to associate but also ababa and able bhikkhu bhavaya to be manhood. Không những là không đáng, không xứng đáng để thân cận gần gũi, mà nữa cũng có một cái nữa đó là abba có nghĩa là không thể trở thành vị tỳ kheo trở lại. So for example, sisichino meaning is a beheaded person, already cut off the head. Nah, iwa meaning is like the beheaded person, jivito to live be alive. At the time, unable, in the same way, after parajika, unable to be man's food. Và đây có một cái ví dụ, giống như là một người đã bị chặt đầu. Một người bị chặt đầu rồi thì không thể nào sống lại được. Thì cũng tương tự như vậy, một vị mà đã phạm vào parajika, bất công trụ, thì không thể nào mà sống trở lại được, hay là không thể nào trở thành vị tỳ kheo trở lại được. So parajikete chataro asanvasa yatha pure ababa bhikkhu bhavaya sisichino va jivito.
Sadhu, sadhu, sadhu. Here is ababa, unable. And then this is a plural form because this is a four parajika person. Four parajika person. So they are plural. So because here, va also plural like that. Và ababa đây có nghĩa theo ngữ pháp Pali đây là số nhiều, tại vì đã nói về cái danh từ ở đây nghĩa là bốn người, bốn hạng người phạm parajika, thì chính vì thế động từ nó theo sau thì cũng phải là số nhiều, chia làm số nhiều theo ngữ pháp Pali. Okay, next stanza is 11th stanza. Priya yo cha ananti tati ye tuti ye pana ananti ye vase se su dvaya metana labhati. Và câu kệ thứ 11. Yeah, priya yo cha ananti mine is a, priya yo mine is a, telling the way to die. Và anati mine is a comment. Pariyayo có nghĩa là nói cách để mà chết, còn anati có nghĩa là ra lệnh, nghĩa là ra lệnh để chết. So pariyayo I already explained in the paparazika, I mean, right? I will see B. Yeah, the way to die. No, gaheya menu paya vedeya mani guna. This stanza, no? So at the time, this bhikkhu say the way to die, telling, the bhikkhu tell the way to die. And sometimes he say the benefit of the dying, no? Oh, there go. Now you die is better, but you are not very suffering, right? At the time, this bhikkhu say, oh, there you go. Now you die is better. You die quickly, like that. At the time, this dagger also trying to die. At the time, this bhikkhu parajika. Và như Sê Đo đã giải thích ở cái câu kệ này, thì đó là cái cách mà vị tỳ kheo chỉ cho người ta cách để chết như thế nào, hoặc là vị đó tán thán cái sự chết. Ví dụ như là vị đó nói với thí chủ Dayaka, hay là cư sĩ rằng, ồ này cư sĩ, chết như vậy thì sẽ rất là tốt thôi, hãy chết nhanh nhanh đi, tại vì sống làm gì cho khổ, hãy chết đi. Thì như vậy, đó nhiều vị đó nói như vậy và tán thán sự chết hay là chỉ cách cho người ta chết. Thì nếu mà làm như vậy, người ta chết thì sẽ phạm vào Parajika, bất công chủ. So because sometimes you visit to the dying person in the hospital, very careful. Nên là khi mà chúng ta đi vào thăm những người mà họ đã sắp chết, mà những người đang bệnh ở bệnh viện á, chúng ta phải rất là cẩn thận. So not only bhikkhu, lay people also have to careful because the father mother is very sick in the hospital. At the time, the father mother is very suffering, no, in the hospital. They pray a lot. At the time, son and daughter doesn't want to see the father mother suffering, right? At the time, sometimes they make effort quickly to die. At the time, this also killing the father mother, the same. At the time, they commit the heavy karma, heavy akusala karma. They cannot meditate at the time. They cannot attain jhana omega at the time. Và các bậc cư sĩ cũng phải rất là cẩn thận. Ví dụ như là những hàng cư sĩ mà có cha hay là có mẹ đang bị bệnh nặng mà ở bệnh viện chẳng hạn, thì cũng phải rất là lưu ý ở điều này. Ví dụ như là thấy rằng cha mình hay là mẹ mình đang rất là đau khổ, rất là đau đớn như vậy, nhiều khi họ lại có một cái sự cố gắng gì đó để cho cha và mẹ chết nhanh hơn, để tại vì họ không thấy cha mẹ không muốn thấy cha mẹ mình khổ đau nữa. Nhưng mà thực tế ra nếu mà làm như vậy thì sẽ phạm vào cái tội nữa, đó là tội giết cha và giết mẹ. Và tội giết cha và giết mẹ này đều là những trọng tội. Thì những trọng tội này nếu mà người cư sĩ đã phạm phải rồi, người nào phạm phải rồi thì sẽ không thể nào hành thiền được nữa. So because in the tati, in the paparajika has a priyayo also possible paparajika, anati also comment also possible paparajika. Trong giới paparajika thứ ba là giới giết người, thì trong trường hợp mà priyayo có nghĩa là nói cách để chết là cũng sẽ phạm ở Parajika, và hạt nữa là Anati có nghĩa là ra lệnh để người khác chết, chỉ đạo cho người khác chết,
thì đó cũng lại phạm tiếp vào, cũng phạm vào tội bất công trụ. But in the Tatiyapana, in the second parajika, only the anatti only apply. No, comment only. No, comment only. Stealing. Or you should go and steal other property. At the time, this bhikkhu comment. This comment is affected. No, but priya you are not affected. No. Và trong trường hợp của giới trộm cắp thì chỉ có là áp dụng vào đó là cái trường hợp mà ra lệnh cho người khác, chỉ đạo cho người khác lấy thôi. Còn cách mà Pariyayo nghĩa là nói về cách lấy trộm thì lại không phạm. Okay, this is third parajika and second parajika. Another first and fourth is a no problem. Pariyayo also no problem. Anatti also no problem. Giới parajika thứ ba và thứ hai là như vậy. Nhưng mà đối với giới bất công trụ parajika thứ nhất và thứ tư thì cho dù là vị đó là priyayo hay là anatti, có nghĩa là nói cách hay là chỉ đạo, thì cũng đều không có áp dụng, không có phạm trong trường hợp này. Because he has a sisesu. Sisesu means interest. First and fourth parajika, dvaya metta, these two. These two means priyayo and anatti. Not liberty, not to be obtained. Huh? Và sesesu đây có nghĩa rằng là còn lại, những giới còn lại ở đây nghĩa là giới parachika bất công trụ thứ nhất và thứ tư, đó là những giới còn lại. Còn nữa, và dvayametang có nghĩa là hai cái điều này, và đó là cách thức, pariyayo là cách thức, và anatti là ra lệnh, và nalapati có nghĩa là sẽ không được tính trong trường hợp này. So priyayo cha anati tatiye dutiye pana anati yeva sesesu dvaya metan nalabati. Like that. 11 stanza finished now. No? Thì chúng ta đã đọc xong 11 câu kệ rồi. So now 12 stanza is they explain, this Kudasika explain the feta. Of first jhana is how many feta, second parajika. First parajika how many feta, second parajika how many feta, third parajika how many feta, and number four parajika how many feta, is played like that. One stanza. Còn những câu kệ còn lại này thì sẽ giải thích là bao nhiêu yếu tố thì sẽ hợp thành cấu thành cái tội, và bao nhiêu yếu tố thì cấu thành cái tội parajika thứ nhất, và bao nhiêu yếu tố thì sẽ cấu thành cái tội parajika thứ hai, và có bao nhiêu yếu tố để hội đủ để cấu thành cái tội parajika thứ ba, và bao nhiêu yếu tố để hội đủ để cấu thành cái tội parajika thứ tư. So for first parajika there are two feta only. Seve tu kamata citta mege mega pavisanan ima mituna dhamma sa ahu inga dvayam buddha. Dvaya means two only. Giới parajika thứ nhất đó là giới hành dâm thì chỉ có hai yếu tố hay là hai cái chi sẽ hội đủ hay là cấu thành cái tội parajika thứ nhất. Anga means a feta. Dvaya is two feta only. Anga nghĩa là yếu tố hay là cái chi. Dvaya có nghĩa là có hai yếu tố, hai cái chi. This two is number one. Seve tu kamata citta. Seve tu kamata meaning is a question to do, to enjoy this citta. Enjoying citta, number one. Cái yếu tố đầu tiên đó là seve tu kamata citta, có nghĩa là thích thú. Thích cái lạc đó, thích cái dục đó. Đầu tiên, đó là cái tác ý. Có tác ý. Second feta is mega mega pavisana. So one mega enter to another mega. Yếu tố thứ hai, cái chi thứ hai nữa là manga pavisana, có nghĩa là cái bộ phận sinh dục này và đưa vào cái bộ phận sinh dục kia. Đó là hai yếu tố. Yeah, this two only. Mithuna dhammasa inga dvaya. Mithuna dhammasa inga dvaya. It's too old. Và như vậy là chỉ có hai yếu tố này thôi. Đó là Mithuna dhammasa, có nghĩa là hai yếu tố, hai cái chi này sẽ cấu thành cái tội bất công trụ. Okay, please careful. This too old, very easy, no? Đó là
Các vị tỳ kheo hãy cẩn thận nha, tại vì chỉ có hai yếu tố này đã cấu thành, hợp thành đủ đủ cái để phạm cái tội bất công chủ rồi đó. Ok, second parajika adinadana e five. Còn tiếp theo đó là giới bất công chủ thứ hai, parajika thứ hai thì phải gồm có năm chi hay là năm yếu tố để cấu thành, hợp thành đủ cái tội trộm cắp. Ok, number one is manusasa, belong to the human being. Yếu tố đầu tiên đó là manusasang, có nghĩa là cái vật đó, đồ đó phải thuộc về người. So you are stealing the because it is belong to human being, bhikkhu or lay person or any human being. They were requisite, no problem. Nghĩa rằng ở đây nếu mà vị tỳ kheo mà lấy trộm đồ đó là của người, của vị tỳ kheo hay là của cư sĩ hay là bất kỳ ai đó nhưng là thuộc về nhân loại, nhưng mà nếu lấy đồ của chư thiên, lấy trộm đồ vật dụng của chư thiên thì không có sao ạ. Deva no problem in no pajiga ada apati uri. Deva không có sao ở đây á, nghĩa là lấy trộm đồ của chư thiên không có sao ở đây, nghĩa sẽ nói nghĩa rằng á, là không phạm ở parajika thôi, chứ tội khác thì vẫn phạm như thường. Okay. Tatha senyi meaning is he also know this big know this belong to the human being like that. Cái chi thứ hai nữa là tattasanyi, nghĩa rằng cái vị tỳ kheo đó biết rõ rằng cái vật dụng này là thuộc về nhân loại, của người, của con người. Another is a theya citta, stealing mind. This is very important. Stealing intention. Yếu tố thứ ba là theya citta, có nghĩa là cái ý tác ý ăn trộm. Cái điều này rất là quan trọng, đó là cái tác ý ăn trộm. So number four is a what to. This requisite is a group requisite. No, very valuable one. Group one part that work. Vật thu ở đây trong trường hợp này đó là trường hợp mà cái vật lấy đó, vật garu có nghĩa là vật nặng, cái vật lớn, vật có giá trị. So what to is a things requisite like that. No, what to is a things. No, what to here. Vật thu ở trong trường hợp này đó là các vật dụng hay là những thứ đồ gọi là vật thu trong trường hợp này. So because is our Nema people they use this word vật thu they sometimes they say oh Bande I want to offer Bande vật thu like that. Và ở tiếng Miến thì người Miến cũng hay dùng từ vật thu, ví dụ như là thưa kính bạch ngài, kính bạch đại đức, là con muốn cúng dường đại đức tới vật thu, nghĩa là con muốn cúng dường vật dụng tới đại đức, thì từ người Miến cũng dùng chữ vật thu này. But sometimes nowadays I mean understanding now they say what to mean is now they put money inside the envelope. Inside the envelope they put the money after that they offer to bhikkhu. At that time they call this envelope is called what to. Like that. Và bây giờ thì họ là hiểu sai ở đây có nghĩa rằng họ bỏ tiền vào trong phong bì và họ nói đó là vật dụng, là vật thụ, nên là họ cúng dường cái phong bì tới vị tỳ kheo, họ gọi là cúng dường vật dụng tới vị tỳ kheo. Cái này không có phải, đó là sự hiểu sai. Bây giờ là họ làm vậy, họ bỏ tiền vào trong phong bì, họ nói đó là vật thụ nhưng không, thực tế là cái sự hiểu sai. Yeah, really the name of vật thụ is a good, but they use the money nowadays. They use the money as what to like. Thực ra từ vật thu này có nghĩa là những cái vật dụng thôi chứ không phải là tiền, nhưng mà bây giờ thì họ làm sai, nghĩa là họ không có hiểu vật thu thì là lấy tiền bỏ trong phong bì. Yeah, such kind of offering money inside the envelope also not allowable, right? Cái sự cúng dường tiền bỏ trong phong bì là cũng không được phép, đúng không? Okay, this what to is requisite is the group, no, one part that work requisites. This is another profit. Vật dụng này, nó là vật thu này, những vật dụng này là có giá trị tương đương với một para. Yeah. Another para at a time, sometimes tulitya at a time, sometimes pachitya like that. No? Depend on their work. No? Tùy thuộc vào giá trị của cái vật mà vị tỳ kheo lấy trộm thì nhiều khi là nó dưới một pa đá thì có thể phạm vào thu la cha giá là trộm tội, hoặc là có thể là phạm vào pachitiya là ứng đối trị. So last petta is avahara.
What hall are you stealing? Và yếu tố thứ năm hay là cái chi thứ năm, chi cuối cùng đó là avaharo, có nghĩa là lấy trộm. Okay, these five are adina, dana, hetuyo, the cost for stealing. Adina, dana, parajika. Và năm yếu tố này đó là cái nhân hội đủ để phạm vào tội adina dana hay là tội parajika thứ hai, trộm cắp. So navata parajika is a manusavika parajika. Pano manusuko pana senita gata chidana payogo dina marana pinche te vada hetuyo. No, pencha means a fight. Vada hetuyo is a the cause for the killing. Fight is all the fight with. Và giới bất công chủ thứ ba là giết người này cũng gồm cũng có năm chi, pancha là nghĩa là năm, và vanda hetuyo nghĩa là năm cái nhân để cấu thành đủ cái tội parajika, tội bất công chủ, giết người. Okay, first peta is a this pana is a human being, pano manusko. Yếu tố hay là chi đầu tiên đó là pano manuso, nghĩa rằng đó là phải là người. Second meaning is panasinita. Panasinita, possession or living being. Okay, this is very important. This possession, living being possession. No, no, he not say the manusa, manusa pana. He say the panasinita. He say, oh, this being is living being. This enough. Human being or deva or animal or they not appreciate this also no problem this also not say no he know this a living being this enough like panasanita. Trong trường hợp này thì nói là panasanita chứ không nói là manusa sanita, nghĩa là cái tưởng ở đây là tưởng về chúng sanh chứ không là không có nói là tưởng về đây là người nữa, mà tưởng về chúng sanh ở đây có thể là bất kỳ là chư thiên, là người hay là súc sanh, bất kỳ chúng sanh nào người đó có cái tưởng đó là một cái chúng sanh. So for example, this bhikkhu, he think this is a dog, he think at that time he care, no, he think this is a being, living being, but he think that this is a dog, no, but unfortunately, at the time began there, this door is not door at the time, human being at the time, no, at the time also parajika, right? Because he has panasinita, right? Ví dụ là trong trường hợp này thì vị tỳ kheo đó mới thấy cái người, nhưng mà tưởng đó là con chó, nhưng mà rất là đen đủi cho vị đó, có nghĩa là vị đó đã giết con chó, nhưng thực tế không phải là giết con chó nữa mà là giết người. Mặc dù là cái tưởng vị đó nghĩ là con chó nhưng mà giết nhưng mà thực ra lại là giết phải một người thì cũng phạm vào tội parajika. Okay, now another number three is a gata chidana, the killing intention. Cái chi thứ ba đó là gata chetana, đó là tác ý giết người, tác ý giết. Number four is payoga, effort. Chi thứ tư là payoga, đó là phải có sự cố gắng. So last one is by this effort, this human being dying. Marana. Thứ năm đó là hồi đổ, đó là bởi cái sự cố gắng này và con người, cái người đó chết, marana là chết thì sẽ phạm vào bất công trụ. Okay, this five is a pancha, iti pancha, no? Iti pancha, these five are vada hetuyo, the cause for killing. Okay. Và đó là năm cái yếu tố này, pancha và vada hetuyo, có nghĩa là năm cái yếu tố này thì hội đủ cái tội đó là tội giết người và sẽ phạm vào bất công chủ. This bhikkhu kill animal at the time also another apati, no parajika, but pachitiya either. Nếu vị tỳ kheo mà giết súc sanh hay là giết con vật thì không phạm vào tội parajika, nhưng lúc đó thì vị đó sẽ phạm vào một tội khác nữa, đó là phạm vào tội pachitiya hay là gọi là ưng đối trị. Yeah, killing mosquito, kill like ants also pachitiya. Giết muỗi
hay là giết con kiến cũng sẽ phạm vào pachitiya, ứng đối trị. So not only bhikkhu, lay person also they have the five precepts. Number one is panadipata viramani sikkhapadam samadhiyami. Now this panadipata sikkhapada also five fetta, the stay like that. Và không chỉ đây là nói về vị tỳ kheo nữa mà nói về cư sĩ thì cũng có năm giới, và giới đầu tiên là panatipata viramani sikkhapadam samadhiyami, có nghĩa rằng nếu mà họ mà sát sinh thì cũng trong cái giới sát sinh này thì cũng có phải có năm chi, hồi đủ năm chi để cấu thành cái tội sát sinh. Okay, this is number 3 parajika. Number 4 parajika is asandada atani papa mechada ya yojana tasamnusa jatita ninyabriso jatadeva janana pinchata ingani asanda dipani. Và đó là câu Pali như xe đo vừa đọc, đó là những cái chi để cấu thành cái tội parajika thứ tư. So this number 4 parajika also pancha anga, pancha anga, this also 5. Về giới parajika thứ tư này cũng phải có 5 chi hồi đủ để phạm cấu thành cái tội bất công chủ parajika. Number 1 is asantata atani. In him not existing. Đầu tiên đó là chi đầu tiên, đó là asantata atani, có nghĩa rằng không có hiện hữu, không có trong vị đó. So this putrimanusa dhamma, putrimanusa dhamma, higher dhamma not exist in him. Nghĩa rằng những cái pháp thượng nhân này không có ở trong vị đó. Second is papa michata. Papa means evil, evil wish. Evil desire. Evil desire is unlawful way he want to get the full road, motor car, etc. This is called papa michita. Papa michita, đó là những cái tác ý xấu ác và những cái phi điều việc làm phi pháp phi luật mà vị đó làm để có được nhiều y, có được là ô tô hay có được xe cộ với những bằng cách là phi pháp phi luật. Yayochana meaning is a telling. Yayochana có nghĩa là nói ra lời, nói ra. Okay, another is tassa manusa jatita. No? Second person, this thing now also human being. If this is bhikkhu telling to deva is a nuparajita. He tells a human being. Yếu tố nữa, cái chi nữa đó là tassa manusa jatita, có nghĩa rằng vị tỳ kheo đó là phải nói với người, nói với nhân loại là người, chứ không phải là nói với chư thiên. Nếu mà trong trường hợp mà vị tỳ kheo đó mà khoe với chư thiên thì sẽ không phạm vào tội parajika bất công chủ. Okay, so papa michata yayojana is number second. No? Pa is tassa manusa jatita. Okay, now three only now. Three already finished. Okay, number four is ninya padiso. Not indicating to other. Yếu tố chỉ thứ tư nữa là ninya padiso, có nghĩa là không phải ám chỉ người khác. And last one is the deva janana. Janana meaning understand, know or understand what he say like that. Yếu tố chi thứ năm nữa là tadawa janana, có nghĩa là hiểu được cái vị tỳ kheo đó nói gì. Today born baby, other than this baby, not understand, other than no parajika. Nếu mà vị tỳ kheo đó mà nói với một đứa bé sơ sinh mới sinh trong ngày hôm nay thôi thì nó không hiểu gì, thì lúc đó thì vị tỳ kheo sẽ không có phạm vào parajika bất công chủ. Okay, at the time panchata ingani asatadipini. Asatadipini meaning is asata meaning is not exist, show not exist manusadama. This called for number 4 parajika. At the number 4 parajika 39, these are five
feta, pancha angani. Pancha angani có nghĩa rằng là năm cái chi và asanta dipane có nghĩa rằng là nói về những cái phẩm chất hay là khoe những cái pháp thượng nhân mà không vì đó không có thực chứng. Có nghĩa rằng trong năm cái chi này sẽ cấu tạo thành một cái tội parachika, đó là tội bất công chủ mà là nói dối pháp bậc cao nhân mà vì đó không thực chứng. Okay. Yes. That's for today. I hope you have many questions now. Và như vậy là bài giảng chính của chúng ta sẽ là hôm nay từ là tới đây, và sẽ đo nghĩ rằng chúng ta có rất là nhiều câu hỏi đúng không? So we actually we see a lot of questions now already, so yeah. So if anyone, Venerable Sangha, Sale and Yogis, if you have any question, please send to our chat box or Google Doc, and then I will read out the question to Sero, and Sero will answer for you. Và bây giờ tất cả chúng ta, Chư Tăng hay là Kính Bạch Chư Tăng và các cô Sa Lễ hay là các vị cư sĩ, ai có bất kỳ câu hỏi nào có thể gửi về đường link, đường dẫn Google Doc hay là gửi về chat box. Sau đó thì sư sẽ đọc câu hỏi đến Ngài Sero và Ngài sẽ trả lời cho chúng ta. Sau đó, so I will read the first question. Kính bạch Ngài Sero, mong Ngài hoan hỷ giải đáp cho con những thắc mắc sau ạ. Thứ nhất, một trong chánh tạng con thấy có câu xả giới, đó là xả giới tỳ kheo đó. Hãy ghi nhận tôi là Saji. Samanero timang darehi. Vậy vì tỳ kheo đọc như câu xả này, xả giới này thì vị đó trở thành Saji hay là phải hoàn tục thành cư sĩ rồi với họ Saji trở lại? Venerable Sero, for example, in the disrobing procedure, the bhikkhu who want to disrobe become a samanera, he will say samanero timang darehi. So please notice me as a samanera. I am a samanera. So in this case, he become a samanera or he become a lay person, and then lay person he ordained to become a samanera. So in this case, disrobe in this case. At the time he chanted samanero timang darehi. At the time he became samanera. Nah, at the time he can continue samanera. Yeah, at the time samanera. Yes, sir. Trong trường hợp mà vị tỳ kheo mà xả giới bằng cách là hãy ghi nhận tôi là Saji, samanero timang darehi, thì trường hợp đó thì vị đó sẽ trở thành Saji và tiếp tục cái đời sống Saji, chứ vị đó không phải là cư sĩ nữa, mà vị đó vẫn là sẽ là Saji, vị đó sẽ trở thành Saji. Câu hỏi của vị tỳ kheo của sư cha Chitadama. Vị tỳ kheo, cái câu hỏi thứ hai, vị tỳ kheo di chuyển một vật rời khỏi vị trí ban đầu với ý định đem đồ đó đến nơi khác, phá hủy, đập bỏ, đốt hay đem ném xuống hố. Nếu cho mất đi thì có phạm vào prachika trộm cắp hay chỉ phạm vào dukkata? Venerable said, if the bhikkhu who want to destroy another property of other people, who want to damage and destroy, throw away, burn away other bhikkhu or other people property requisites. So in this case, he will commit the prachika or dukkata? Destroy the other people. Yeah, destroy, yeah. Other people things. Yeah. Destroy. Should not destroy other people things. Yeah. Không nên phá đồ người khác. So at that time we had to consider that the volume, this requisite volume. Yeah. Lúc đó thì chúng ta phải xem xét về cái giá trị của những vật dụng mà cái vị tỳ kheo này bị phá hay đem đốt hay đem bỏ. So sometimes accidentally they destroy other people's things, and then I have to repay. Now other than no problem. Now. Và trong cái trường hợp mà vị tỳ kheo đó vô tình làm hỏng đồ của vị khác, của người khác, thì vị tỳ kheo này phải cắp bí và trả lại đồ vị đó. Yeah. So if what happened if the bhikkhu that bhikkhu cannot not able to repay the property said. At that time I have to request Una or the guy, this way I will do everyday pitapata. Trong cái trường hợp mà vị tỳ kheo không có đủ khả năng để trả lại đồ thì sao? Thì trong trường hợp này á, thì vị tỳ kheo đó
phải nói với thí chủ, nói với cái người mà của cái đồ đó, cái chủ nhân của đồ đó nói rằng là hãy chờ chờ để cho tôi đi khất thực hàng ngày, khất thực hàng ngày từ từ trả dần. Yes, you know. And now we have another question. Bạch ngài, vì một lý do nào đấy, dịch bệnh hay không có thí chủ, mà vì tu sĩ kêu gọi hồn phước dâng y ca thi ná giúp cho nhiều vị khác. Như vậy, phước dâng y ca thi ná của chúng con có thành tựu không ạ? Cảm ơn ngài. Đây là câu hỏi của hành giả Nguyễn Hương. Venerable said, in this pandemic, we have a lot of difficulties. So some of the bhikkhu who raise fund for the Katina. So is that our Katina is valid or not valid because of the bhikkhu who is the one who asking for Katina donor, but he asking for the devotees to dana the Katina for another monastery. So is that the Katina is valid, successful, or not successful? So bhikkhu can offer the rule. No need to do the raise fund. So one rule also can do the Katina, very easy. So raise fund is not allowed for this Katina. So bhikkhu can offer his rule to the monastery. Easily can do the Katina. Katina is not so difficult. But nowadays is a some monastery, they need a lot of requisite. This is a problem. Cúng dường Katina thì thực ra không có khó, ngay cả bản thân các vị tỳ kheo cũng có thể được cúng dường Katina, ngay cả vị đó có một bộ y, vị đó cũng có thể cúng dường Katina. Nhưng vấn đề ở đây bây giờ là cái tu viện nhiều khi họ đòi nhiều quá nên thành ra là mình khó khăn ở chỗ này thôi. Còn trong trường hợp mà vị tỳ kheo mà kêu gọi hồn phước thì điều này chắc chắn là không được. Còn thì đương nhiên là không được, tỳ kheo không được phép kêu gọi hay là hồn phước, không được kêu gọi hồn phước, các thứ. Còn trường hợp mà cúng dường Katina thì vị tỳ kheo cũng có thể cúng dường Katina, một bộ y thôi là vị đó cũng có thể cúng dường Katina rồi. Okay, bhikkhu should not do the raise fund for Katina. Vị tỳ kheo là tuyệt đối không được phép là kêu gọi hồn phước. Yes, sir. Yeah. Câu hỏi của hành giả Thanh Tâm. Kính bạch ngài Sê Đo, con có vài thắc mắc mong ngài giải đáp giúp con. Về giới thứ năm là không uống rượu và các chất say, trong đó có bao gồm loại trái cây ướp đường cho lên men, như vậy như dâu tây, nho ướp đường một thời gian để lấy men dùng để làm để uống, có được coi là chất say không ạ? Gần đây có rất phổ biến các loại nước trái cây có lên men và uống trà gọi là kombucha. Kombucha là gì nhỉ? Với mục đích sử dụng nhằm tăng lợi khuẩn cho đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa. Sư không biết kombucha là gì nhá, để hỏi thầy về cái lần đầu tiên. Venerable said, regarding the fifth precept of the five lay people precept Panchasila, so Sura Miraya, so we cannot drink liquor, wine or any alcoholic things. But for example, nowadays people using the sugar, mix the sugar with the strawberry, grapes for some time, and then it become fermented. So this fermented drink, they say is good for body health, for immune system. So in this kind of thing, allowable or is not allowable to drink? You say the enzyme. You say the enzyme, right? Enzyme one, right? Yeah. Câu hỏi này có phải là enzyme đúng không? Có phải là enzyme không? Thì maybe say the enzyme. Yeah. Remedy, that's a medicine, right? Remedy. Yeah. Yes. Remedy is okay la. Yeah. Not alcohol, right? Và trong cái trường hợp này ấy, thì về cái trà uống trà kombucha đúng không? Kombucha nữa thì xương biết là cái gì, nhưng có phải nếu mà nó là cái loại mà để làm lên men hay là làm enzyme á, làm thuốc ấy, thì nó không phạm, nhưng nó không phải là rượu thì không sao, không có phạm. Yes. But sometimes we use it for washing the robe also, this enzyme. Washing robes, cleaning the same material, this enzyme, very good. And there were also some cells they make
the handmade enzyme. Và đó là cái enzyme hay cái enzyme, nếu mà làm cách đó là làm thành cái enzyme, nhiều khi cái enzyme này cũng rất là tốt, tốt để cả về cái việc mà rửa ráy nữa, nhiều khi là giặt y nữa. Thì ở Đà Quê có một số cô xà lê cũng làm cái công thức này để làm enzyme và để cũng để giặt y các thứ rất là tốt. Yeah, every day we offer the Buddha many fruits, shui ko. So yeah. After offering the Buddha, some kapia eat, but many are extra fruits. And then they made the enzyme. Ở Đà Quê, ở tu viện Đà Quê của ngài thì có nhiều trái cây khi cúng Phật xong mà còn các bia mà người ăn không hết thì còn dư thì các cô xà lê tu nữ hay là mọi người đi làm và làm cái trái cây đó để lấy trái cây dư thừa đó làm enzyme hay là enzyme để làm vào những công việc khác. Foods, do you want to join enzyme? Foods. Phúc à, Phúc muốn làm enzyme không? Yeah. I'm looking at the foods now. Yeah. Another question rồi đó. Kính bạch ngài, kính bạch xe đó. Cho con hỏi là Chư Tăng trực tiếp nhận tiền cúng dường từ cư sĩ và cất đi để chi tiêu cho công việc cá nhân hoặc làm công việc của chùa. Vì Chư Tăng đó không có người hộ tăng, thì Chư Tăng đó vẫn phạm vào giới luật. Vậy cư sĩ cúng dường tới Chư Tăng đó có phạm lỗi không ạ? Và cư sĩ có nên tiếp tục cúng dường trực tiếp tiền tới Chư Tăng không ạ? Con xin chiên ngài xe đó. Venerable xe đó. Some of the kapia, the dana, the money directly to the bhikkhus. So the bhikkhu who accept the money and keep the money and using for his own personal thing, and also sometimes using for the monastery. So, of course, the bhikkhu, he's committed to the abati. But how about the devotee, the donor, the one who offer money directly to the bhikkhu? Did the donor commit any abati for the donor? Donor is not commit, bhikkhu only commit, yeah. Về mặt về thí chủ mà cúng dường tiền tới vị tỳ kheo thì thí chủ không có phạm lỗi, nhưng mà cái lỗi thì tỳ kheo, vì tỳ kheo là người phạm lỗi. And the second part of the question, so do I still offer the money to the bhikkhu or I should stop offer money to the bhikkhu? Yeah, should not offer directly to the bhikkhu. Can offer along your way. Through the kapia, no? Can offer the money for the bhikkhu requisites. Không nên cúng dường tiền trực tiếp tới các vị tỳ kheo, mà nên cúng dường theo cách hợp luật, đó là cúng dường cái tứ vật dụng trị giá bằng tiền đó tới các vị giá của vị tỳ kheo này. Yeah, in Vienna, many kapia, right? Who also kapia now? He made the many sell kapia. Ở Việt Nam có rất là nhiều cáp giá đúng không? Cả Lương Phúc là cáp giá đúng không? Là cáp giá cho rất là nhiều xà lê phải không? Yeah, very easy cáp giá, so find the cáp giá. Nên là rất là dễ có cáp giá, nên là cố gắng để phải có cáp giá. Yes, yes, sir. Câu hỏi của hành giả Damaga Garawa. Kính lễ ngài Sero. Trong bài giảng về giới Prachika đầu tiên, ngài có dạy về 6 bước để xả y, trong đó có bước đầu tiên là tâm vị đó phải muốn xả y. Con xin hỏi là nếu vị tỳ kheo mặc dù tâm vị ấy không muốn xả y nhưng vì lý do nào đó bắt buộc phải xả y, sau khi xả xong thì vị đó có thành tựu hay không? Câu hỏi này là vậy nhỉ. Venerable Sero, for the Prachika in the first Prachika, I said also explain the way of how to disrobe. Have six factors, complete six factors of how to disrobe. And the first thing, the bhikkhu who want to disrobe must have the intention of disrobe. He want to disrobe. That's the first thing. Yeah. But the question here, he say, in some case, the bhikkhu are forced, he forced to disrobe. So after he disrobe, because he himself don't want to disrobe, because of some reason, so he forced to disrobe.
Yeah, so in this guy, the disrobe is successful or not successful? Not successful, yeah. Not successful. Yeah. Trong cái trường hợp mà vị này không có tâm muốn xả y, mà lý do nó bị ép xả y mà không, vị đã không muốn xả y thì vị này không thành tựu xả y được. Yes, I know. Yeah. And the second part of the question. Trong bài học tuần trước, Ngài có giảng về giới trộm cắp. Trong ví dụ, Ngài nói về phần Parikappa là thì một vị nghĩ rằng nếu như trong giỏ có laptop thì sẽ lấy, còn nếu không thì sẽ không lấy. Câu hỏi tiếp ở đây. Là vị tỳ kheo phạm tội sang... sao lại câu hỏi nhảy đâu? trong trường hợp này, mở giỏ ra như giỏ không laptop nhưng vị đấy không lấy, thì hoặc không có laptop vị đấy không lấy thì nhưng đã làm giỏ di chuyển khỏi vị trí ban đầu như vậy có phạm vào tội hay không? So referring to the second prajika stealing. So for example in the case of Parikappa, so when the bhikkhu he's thinking inside the bag has a laptop, but actually when open and then there's no laptop inside, there's something else. So at that time he didn't stealing. He just leave it. He don't take the things. For example, inside he think there laptop, but inside chivara inside. So he stopped. But so in this case, did he commit prajika? Even though he already moved the things. No prajika at the time. Yeah. Trong trường hợp này thì không phạm prajika. Trong trường hợp này không có phạm. Không phạm prajika. Yes, I know. Bạch ngài xe đó tỳ kheo phạm tội sang Arishasa thì có được thọ y Katina không ạ? Con xin trên ngài từ hành giả Pháp Quang. Venerable xe đó, if the bhikkhu who commit the sang Arishasa offense, so he still allowed to receive the Katina robe? Oh, yeah. he's still bhikkhu la, okay la. Can. Vẫn được, vì đó vẫn nhận được, tại vì đó vẫn là tỳ kheo. Vì đó vẫn là tỳ kheo, vẫn nhận được, vẫn được phép nhận y Katina. Câu hỏi từ vị hành giả Thiện Nhật. Bạch ngài, y Katina của đại thí chủ chính được trao cho duy nhất một vị tăng. Một vị trong tăng chúng tại thiền viện, còn các y mà cư sĩ đội để dâng đến chư tăng trong lễ dâng y Katina thì sẽ được giải quyết như thế nào nếu chư tăng tại thiền viện có khoảng 30 vị mà y của cư sĩ dâng đến chư tăng khoảng 500 y? Con xin trên ngài. Venerable said all in the Katina ceremony, so one monastery like Upper Monastery for example have only one Katina Chivara. So, but for example, in the monastery have only about 30 bhikkhus, but other chivara is not the main Katina donor. Another chivara also offered by the devotees. So the number of the chivara offer up to 500 chivara, but inside the monastery only about 30 bhikkhu. But the number of the chivara received from the devotees go up to 500 chivara. So at that time, what the sangha do? Yeah, how to distribute the so many chivara? Yeah, good. Good. Yeah. So now at the Katina Day Emonia Power, also each bhikkhu 7 cell rule, right? Yes, sir. Giống như ở Pao Mô Lâm Ngai, đúng không? Một vị tỳ kheo là nhận 7, tức 7, 7 bộ y một vị tỳ kheo. So may Emonia Power has maybe 500 bhikkhu or like that. At the time, 7 set of each bhikkhu. At the time, 3,500 several, right? Yeah. Ví dụ như là Pao Mô Lâm Nhai có tới 500 vị tỳ kheo, nhưng mà mỗi vị tỳ kheo có tới được nhận tới 7 bộ y cơ, thì lúc đó là tất tổng thể bộ y cúng dường trong buổi lễ Katina là tới 3,500 bộ y, phải không? Yeah, good. Many rule is good. Yeah. nhiều y là tốt, nhiều y là tốt. Yeah. But the Katina Nyati, the Katina Nyati is only one rule only.
other oja or extra rule. Và ikatina phần nhất tí là khi tách bài ikatina thì chỉ có một ikatina thôi, còn tất cả những y khác thì gọi là y phụ tùng thêm. So nowadays, the, according to the tradition, the katina nyati rule is offered by the maid donor only, no other. Và katina thì được cúng dường bởi thí chủ chính, ikatina. So maid donor also sometimes the many, sometimes many. Và cái thí chủ katina, cái thí chủ chính cũng có thể là nhiều thí chủ. So they all the go oblique and they offer the one root katina nyati root. Và họ tất cả cùng với nhau hùn vào với nhau và cúng dường ikatina nyati. Okay, so your question okay now? Thế câu hỏi này là rõ chưa? Yes, 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 sir. Kính bạch ngài Xe Đọ, của câu hỏi của Kim Dung, của hành giả Kim Dung. Kính bạch ngài Xe Đọ, cho con hỏi, một vị tỳ kheo ngồi cùng với một cư sĩ nữ trong phòng có hai cửa mở toang thì có phạm giới không ạ? Venerable Xe Đọ, if the bhikkhu who are sit together with the ladies or lay devotees inside the room, but the door with the door open, the door wide open, so did the bhikkhu commit any offense? In this case, only two, the bhikkhu and the laywoman devotees sit inside the room with the door open. So in this case, did he commit any offense? Yes. So this case, we consider the puscha, no? Puscha is a sitting puscha. Both are sitting puscha, no? So at the time we consider this this comment abati, but one bhikkhu is not sitting, no? Bhikkhu is not sitting, standing, no? Lady is sitting. At the time we shall not say this bhikkhu is abati, like, no? So sitting pucha and lying down pucha the same in this case, sitting, yes, or lying down, understand? Yes, I know. Yes, yes. Yeah. Và trong cái trường hợp này thì sẽ phải xét đến về phần oai nghi. Ví dụ như là vị tỳ kheo và một người nữ đó đều ngồi thì tư thế ngồi là và sẽ phạm tội. Và nếu mà vị tỳ kheo mà đứng và vị cư sĩ ngồi thì trường hợp này tỳ kheo không phạm tội. Và trường hợp nữa là vị tư thế nằm với ngồi là giống như nhau. So, situdeple is there are two kind of situdeple. One is even though door open at the time, another person cannot hear what they are saying. Choking. This also one secretapis. Okay. Về chỗ kín đây thì có hai loại chỗ kín. Cái nơi kín đáo này có hai loại nơi kín đáo. Đó là cái nơi mà có thể là có cửa thứ mở, nhưng mà cái nơi đó là cái người ta không có nghe được hai người này nói cái gì với nhau. Thì đó cũng là thuộc là nơi kín đáo. So such kind of place is two lady also problem. Two lady and one bhikkhu also problem. Và những cái nơi như vậy thì ngay kể cả là có hai người nữ, cư sĩ nữ, hai người nữ với sorry, no. Brother. Yes, sir. Door is open. Yes. If door is open, that this secluded place called the sound secluded place. This is number one. Number two is the door is closed. Yeah. Door is closed is called eye secluded place. Yeah. Two secluded place, right? Yes. So eye secluded place inside the room, one bhikkhu and two lady also problem. Yes, yes. Mà trong có hai nơi kín đáo, đó là cái nơi kín về âm thanh. Có nghĩa rằng cái nơi đó mặc dù là có cửa mở đi nhưng mà không, người khác không có nghe được hai người hay là những người đó nói gì với nhau. Còn cái nơi mà kín đáo về tầm nhìn, về mắt, đó là cái nơi mà ví dụ như đóng cửa trong thì không ai nhìn vô được. Thì trong cái trường hợp ở đây, nếu mà đóng cửa, trường hợp mà kín đáo, nơi kín đáo mà đóng cửa đó thì kể cả là có hai người nữ và một vị tỳ kheo thì vẫn cứ phạm.
Yeah. So because the lady come into the bhikkhu kuti at the time, bhikkhu shot open the door. Mm. Thì khi đó vị tỳ kheo mà cư sĩ nữ mà họ tới cốc của vị tỳ kheo thì lúc đó vị tỳ kheo phải mở cửa cốc. Yeah. This why at the time commentary explain, no? Two lady they are not cover, not the see, not conceive the speak while they are talking. But lady nature they conceive the Mithuna Dhamma. They always conceive the Mithuna Dhamma of the other lady. Mm. Sir, okay, so I explain again, sir. Yeah. So this is a lady nature. Now, lady, they are never conceive other lady talking. This means that they inform to not, they inform to other people. Or this lady talking with a bandage, wah 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 like that. They never conceive. So at that time, two lady no problem. But Mithuna Dhamma is they always conceive. Yes, understand? Yes. So because the son, the Westerner say, one lady is not so dangerous. Two ladies is more dangerous. Yeah, như là trong chú giải thì có trong chú giải có nói là đặc điểm tự nhiên của người nữ đó là người nữ thì họ sẽ không che giấu cái tội của người nữ khác, nghĩa là một người thì nếu có tội gì họ sẽ nói ra. Nhưng mà nếu mà có hai người nữ thì còn nguy hiểm hơn, thì hai người nữ thì họ sẽ không che giấu những cái tội này, nhưng mà họ sẽ che giấu những cái tội khác, những cái tội về nói về những cái lời nói về dục chẳng hạn, thì họ sẽ che giấu. Nên là những người châu Âu họ thường thường có một cái câu nói vui đó rằng hai người nữ thì nguy hiểm hơn cả một người nữ. Nên là trong chú giải có giải thích về cái vấn đề tại sao mà hai người nữ thì vẫn cứ phạm. Yeah, Kapiya, that's right. Two lady are more dangerous. Sẽ đổi cái phúc có phải phải không? Hai người nữ nguy hiểm hơn một người nữ phải không? Câu hỏi thứ 13 của Sa Di Pháp Quang, con bạch sư. Okay, now 1.5 hour already. Oh yes, sir. So bây giờ thì đã hết thời gian, thế là yes, sir. Yes, sir. Được tất cả những câu hỏi khác chúng ta sẽ chờ đến thứ tư tuần sau. So if any other, we have many other questions. So in the next Wednesday, I read out for Sayadaw and Sayadaw will answer to all. Yeah. So we will stop the lesson here. Yes. Okay. And Sherry Mary now. Là chị Phước, bây giờ đọc theo ngày, đọc theo ngày Sayadaw. Sherry Mary. Sherry Mary. I will meet the screen sharing. Yes, they know. Yes. I miss screen sharing. Okay, we will start the Itawataja Ami. Okay. Yes. Let's chant together. Bali and together. Itta veta ca amehi sambedam bhunya sambedam sabbe deva numodantu sava sampati sediya. Itta veta ca amehi sambedam bhunya sambedam sabbe buddha numodantu sava sampati sediya. Itta veta ca amehi sambedam bhunya sambedam sabbe satta numodantu sava sampati sediya. Phước báu này của chúng con đạt được do sự tích lũy, mong tất cả chư thiên hoan hỷ thọ lãnh phần phước này thành từ mọi an lạc. Phước báu này của chúng con đạt được do sự tích lũy, mong tất cả phi nhân hoan hỷ thọ lãnh phần phước báu này thành từ mọi an lạc. Phước báu này của chúng con đạt được do sự tích lũy, mong tất cả hữu tình hoan hỷ thọ lãnh phần phước báu này thành điều mọi an lạc. Sa-du.
Akkasatha jabhuma da deva naga mahitika Punyanta anumodetva jiram rakkandu sambuddha sasanam Akkasatha jabhuma da deva naga mahitika Punyanta anumodetva jiram rakkandu sambuddha desanam Sadhu. Phước lành này từ hành nguyện hồi hướng đến chư thiên loài rồng nhiều oai đức thần lực bậc thiên thần hộ pháp ngự khắp cả trần hoàn hư không thiên giới xin các ngài tùy hỷ công đức đã thể hiện rối hộ trì Phật pháp. Akkasatha jabhumanta deva naga mahitika Punyanta anumodetva jiram rakkhantu sambuddha savakam jiram rakkhantu mambaram. Phước lành từ thiên hạnh nguyện hồi hướng đến chư thiên loài rồng có nhiều oai đức thần lực xin các ngài tùy hỷ công đức đã thể hiện rồi hộ trì đệ tử của Đức Phật và con và mọi người. Education. Hồi hướng. Idam me nyadina hotu sukhita hontu nyadaya. Idam me nyadina hotu sukhita hontu nyadaya. Idam me nyadina hotu sukhita hontu nyadaya. Phước báo này của con xin chia đến thân bằng quyến thuộc, cầu mong họ được hoan hỷ, được an lạc dài lâu. Phước báu này của con xin chia đều đến thân quyến, cầu mong cho họ được hoan hỷ, được an lạc dài lâu. Phước báu này của con xin chia đến thân bằng quyến thuộc, cầu mong cho họ hoan hỷ, được an lạc dài lâu. Hình như ngài Sê Đô bị... we can hear Sê-đô. Okay. Yes. Bây giờ ngài Sê-đô sẽ chia màn hình, chia sẻ màn hình trở lại. Okay. Eva vasatu kale na sasa sampati hetu ja hita vedu loko ja raja vedu damiko. Cầu cho mưa thuận gió hòa, hoa màu tươi tốt, cầu mong cho thế gian tràn đầy hạnh phúc an lành, cầu mong Đức Vua là Đấng Minh Quân. Hamatami Bandi, asking for forgiveness. Xin sám hối. Kayena vaccha cittena pamadena mayagatam acchaya kamame bande buri banya tathagatam Kayena vaccha cittena pamadena mayagatam acchaya kamame dhamma sandhitika akalika. Nếu con phạm lỗi lầm do thân khẩu ý sai, xin Thế Tôn bậc đại trí tha thứ cho con. Nếu con phạm lỗi lầm do thân khẩu ý sai, xin Đức Pháp thấy ngay và bậc vượt thời gian tha thứ cho con. Kayena vaccha cittena pamadena mayagatam acchaya kamame sangha punya citta anodam. Nếu con phạm lỗi lầm do thân khẩu ý sai, xin Đức Tăng phước điển vô thượng tha thứ cho con. Patidana. Idame punya asavakaya vaham hotu. Idame punya nibbanasa pajayo hotu. Idame punya yamasaranyo hotu. Mama punya vagan savasatana vajimi. Te sabbe me sama punya vagan labandu. Sadhu. Phước báu này của con xin nguyện đoạn trừ các phiền não trầm luân. Phước báu này của con xin nguyện là duyên chứng đắc niết bàn. Và phước báu này xin chia đến các tới vua Dạ Ma. Phần phước báu này của con xin chia đều đến tất cả chúng sanh, mong tất cả họ hãy thọ nhận phần phước này được đồng đều nhau cả thảy.
Sadhu, sadhu, sadhu. Hello, Jajaranya. Sadhu, sadhu, sadhu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Thank you, Sayadaw, for wonderful Dhamma talk today. Thank you, Vande Bhavara Dhammika, for translating for us. And thanks everyone for your time and participation. See you all in the next session on Wednesday. Chúng con xin kính tri ân Ngài Sayadaw đã ban cho chúng con bài pháp tuyệt vời ngày hôm nay. Chúng con xin cảm ơn Phạm Tê Pháp Thắng đã phiên dịch cho chúng con và xin được cảm ơn toàn thể đại chúng đã dành thời gian tham dự buổi học. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả chư vị vào buổi học thứ tư tuần tới. Sadhu, sadhu, sadhu. Lành thay, lành thay, lành thay. Lành thay, lành thay, lành thay. Good night, Sayadaw. Thank you, Sayadaw. Thank you, Phạm Tê. Okay. Sadhu, 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 sadhu.